Tình báo Mỹ nể phục quân đội Nga ở một điều duy nhất TT tiêu tin mới đủ uy lực làm việc đó. Theo một nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ, Nga đã xây dựng được một quân đội chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng thực hiện hiệu quả mệnh lệnh của Tổng thống Vladimir Putin. Ngày 5 tháng 2, hãng thông tấn Doi tờ dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết, sức mạnh chiến đấu của Nga đã đạt khoảng 70% mức độ cần thiết để phát động một cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine. Trong khi đó, quân đội Nga vẫn đang không ngừng triển khai thêm các nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn tới biên giới với quốc gia láng giềng Ukraine. Chỉ trong hai tuần qua, các lực lượng chiến đấu cấp tiểu đoàn ở khu vực biên giới Nga đã tăng lên 83 đơn vị, từ con số 60 trước đó, tính tới ngày thứ sáu tuần trước. Chưa hết, 14 nhóm tác chiến tương đương nữa cũng đang trong quá trình triển khai tới đây. Những hình ảnh vệ tinh mới nhất được kênh truyền hình CNN thu thập được cho thấy, một căn cứ quân sự quy mô lớn của Nga nằm ở Zelnia, phía đông nam thành phố Smolensk và cách biên giới Ukraine khoảng 250 km, gần như đã trống rỗng. Điều đặc biệt đáng chú ý là đây từng là căn cứ chứa rất nhiều xe tăng, pháo và các loại thiết giáp khác của quân đội Nga gần biên giới Ukraine. Theo tường thuật của CNN, Zhonyo là căn cứ chủ chốt từng tiếp nhận khoảng 700 xe tăng, thiết giáp và bệ phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật hồi cuối năm 2021 trong đợt điều trừ lực lượng quy mô lớn của Nga. Tuy nhiên, hình ảnh vệ tinh được công ty Maxer Technology chụp ngày 6 tháng 2 cho thấy phần lớn trang bị khí tài ở đây đã biến mất, chỉ còn lại nhiều vết xích và bánh xe để lại trong quá trình cơ động. Vì vậy, giới quan sát cho rằng các lực lượng mà Nga bố trí tại đây dường như đã được di chuyển đến khu vực tập kết gần biên giới Ukraine. Còn cơ, chuyên gia theo dõi các dịch chuyển quân sự tại công ty tư vấn quốc phòng Dâu trường con số tinh nhận định động thái tại căn cứ Zelniy là một trong những thay đổi quan trọng về thành phần lực lượng và vị trí triển khai quân nga. Chuyên gia còn cơ nói với CNN: "Chúng ta đang chứng kiến giai đoạn triển khai lực lượng mới. Các đơn vị tái bố trí được tăng cường thêm quân, còn trang thiết bị có khả năng được điều động tới khu vực tập kết sẵn sàng." Một số nguồn tin trong giới tình báo Mỹ được CNN dẫn lời cho biết, các chỉ huy quân sự Nga trên chiến tuyến nhiều khả năng sẽ không ngần ngại thực hiện mệnh lệnh trực tiếp từ Tổng thống Putin để tấn công Ukraine. Một nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ cũng cho rằng Nga đã xây dựng được một quân đội chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng thực hiện hiệu quả mệnh lệnh của nhà lãnh đạo Vladimir Putin. Căng thẳng giữa Ukraine và Nga đang ở mức cao nhất trong nhiều năm nay. Quân đội Nga đã không ngừng tăng cường lực lượng ở biên giới làm giấy lên lo ngại mát cơ và có thể tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Ukraine trong những ngày tới đây. Về phần mình, Điện cờ Zemlin thẳng thường bác bỏ thông tin cho rằng họ đang lên kế hoạch tấn công Ukraine, đồng thời cáo buộc sự hỗ trợ của NATO cho Ukraine đang bộc lộ mối đe dọa ngày càng tăng ở sườn phía tây nước Nga.